Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã phải huy động rất đông y bác sĩ, nhân viên y tế để cứu chữa những nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên địa bàn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, khoảng 10 giờ 50 sáng 26 tháng 7 năm 2020, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra khi ô tô chở khách đi du lịch bị lật trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây gần khu vực cầu Trà An, cách Phong Nha khoảng 10 km thuộc địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đến 13 giờ cùng ngày, số người chết đã là 13 người. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe khách bị lật chở một đoàn cựu học sinh một trường trung học phổ thông tại thành phố Đồng Hới đi học lớp thì gặp tai nạn. Được biết đây là những cựu học sinh sinh năm 1973. Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng chức năng của tỉnh và huyện Bố Trạch cùng người dân tổ chức cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả và điều tiết giao thông. Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động tối đa lực lượng cùng nhân dân tập trung cứu hộ cứu nạn với nỗ lực cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.